Thầy xin chào tất cả các bạn của em nhé. Chào mừng các bạn đến với fanpage Học Thầy Đạt. Và video ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa cho các bạn một câu chất béo. Câu này thì chúng ta cũng không dùng theo đồng đẳng hóa mà cũng không dùng theo cũng không giải theo phương pháp đó là quy đổi về axit và C3H2, thì chúng ta sẽ giải một cách bình thường thôi. Như vậy chúng ta bắt đầu câu số 56 nhé. Đề bài hỗn hợp X gồm có các chất béo và các axit béo. Lấy 57,36 gram X cho tác dụng vừa đủ với 112 gram dung dịch cao H 10%, làm bay hơi dung dịch, sau phản ứng thì thu được m gram muối khan và phần hơi Y. Cho cái phần hơi Y này qua bình natri dư thì thấy bình tăng thêm là 100,88. Biết các phần xảy ra hoàn toàn và giá trị của M bằng bao nhiêu thì ta sẽ có như sau. Ở đây thì đối với cái câu số 56 này thì ta sẽ có là hỗn hợp X này. Hỗn hợp X mình không quy đổi thì mình cứ kệ đây. Anh chất béo thì nó là RCO tất cả 3 lần C3H5. Còn anh axit béo thì mình cứ để nó là R phẩy đi, R phẩy COOH này. Đó. Và anh này có khối lượng nó bao nhiêu? Anh này có khối lượng thì bằng 57,36 gram. Hỗn hợp này người ta tiến hành mấy thí nghiệm, chỉ cho tiến hành một thí nghiệm duy nhất thôi, đó là tác dụng với cao H đây thì sẽ sinh ra cái gì, sẽ sinh ra ở đây đó là phần phần gì đây, phần hơi Y. Ở đây ta sẽ có là phần hơi Y. Phần hơi Y thì gồm có ai? Phần hơi Y thì gồm có thứ nhất này, đó là anh chất béo mà xà phòng hóa thì sẽ thu được đây là glycerol C3H5OH tất cả 3 lần, đây là anh thứ nhất. Thứ hai đó là anh axit béo tác dụng với cao H thì sẽ tạo ra nước. Và cái phần hơi đây thì cái anh nước này nó được tạo ra từ hai nguồn. Một, nó nước sẽ là sản phẩm của axit kết hợp với bazơ tạo ra muối và nước. Và thứ hai là nước có sẵn trong dung dịch cao H. Đấy thì bạn phải lưu ý nước đây sẽ là một số rất rất lớn nhé. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ có là cái phần muối khan. Ở đây là phần muối. Phần muối có khối lượng bằng bao nhiêu? Phần muối đây đầu bài cho có khối lượng là bằng m gam. Tiếp này, cái phần hơi Y này người ta làm gì? Phần hơi Y này thì người ta còn thiết kế nó cho đi qua cái bình natri lấy dư thì có khối lượng m của bình, tăng tăng bao nhiêu? 100,88 gram, 100,88 gram. Thế vậy đối với dạng bài tập này thì chúng ta sẽ xoay sở như nào đây? Thì thầy sẽ gọi số mol của anh chất béo là ẩn x, số mol của anh axit này sẽ là ẩn y nhé. Thì mình sẽ có tiếp này số mol của cao H, thì em tự đổi số mol cao H ra, em có này, anh này là bao nhiêu? Anh này là 112 gram dung dịch cao H 10%, thì tự mình bấm nốt mà chất tan thì chia 56 thì ra được mol là cao H đây, và thầy bấm được cao H đây sẽ có số mol là bằng 0,2 mol, 0,2 mol các bạn nhé. Ta lại có tiếp như sau này. Ở đây thì ta có phương trình thứ nhất. Ở đâu? Anh này là một chất béo này, một chất béo là X thì sinh ra lượng glycerol đây sẽ là X. Anh RCOH đây thì nó sẽ là số mol của nó là ẩn Y. Đúng không? Axit là Y thì tác dụng với cao H đây thì sẽ sinh ra được Y món nước. Và ngoài ra thì ở trong anh cao H này cũng có một lượng nước nữa, thì lượng nước trong cao H thì chúng ta bấm như thế nào thì chúng ta sẽ có như sau này. Bạn có này, cao H đây là 112 gram, cả cái dung dịch cao H nhé, cả cái dung dịch cao H là 112 gram, nó gồm có cả chất tan và nước. Thì em trừ đi anh cao H, trừ đi 0,2 nhân 56 thì lượng nước sẽ là 100,8, em chia cho 18 thì nước đây sẽ là 5,6 mol. Ok, nước đây sẽ là con số 5,6 mol nhé. Rồi. Mình để ý như sau, đây gần như đoạn khó nhất của bài đấy. Ta sẽ có đây đó là m của y đó, m của y thì bằng m của bình tăng cộng với m của hydro bay đi mất. Đấy. Thế vậy thì như cái công thức mà chúng ta đã từng học ấy, đó là anh em m bình tăng thì mình biết rồi, nó là 100,88. Còn m của hydro thì bằng mol của OH nhân 1, mol OH nhân 1. Thì đây mấy OH đây? Đây là 3 OH đó, 3 OH nhân 1. Cộng với anh nước này, anh nước thì có mấy OH? Anh nước thì có một OH nhé, anh nước này đó, nhìn thấy chưa, anh nước có một OH thì mình sẽ có OH đây nhân 1 thì cộng với Y cộng với 5,6. Đấy, đây chính là khối lượng của anh Y. Và bây giờ mình sẽ có tiếp như sau. Ta sẽ có tiếp như sau này. Ở đây thì mình sẽ có phương trình, một cái hệ phương trình như sau. Cái này ăn được 3 cao H này thì do đó anh này sẽ là 3x này, 3x nhân 1 này cộng với này Y nhân 1. Đấy, Y nhân 1 thì bằng số mol cao H, phản ứng là 0,2. Thế phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan đến cái gì đây? M bình tăng. M bình tăng là 100,88, M bình tăng là 100,88 thì sẽ bằng bằng cái gì? Nó sẽ bằng là thôi được rồi. Đây. Cái khối lượng của hỗn hợp này đúng không? Thì bằng con số này thì mình vừa mới tính được rồi, mình có ở đây là MI đi. MI của chúng ta sẽ bằng 100,88 cộng với 3x cộng 3x cộng với y
cộng với 5,6. Đây chính là MI nhé. Đấy. MI sẽ bằng 92 nhân x, 92 nhân x cộng với 18 nhân với 18 nhân với y cộng với 5,6. Đấy, 5,6 đây, 18 nhân với y cộng 5,6. Đó. Đóng ngoặc vào nhé. Và chúng ta sẽ giải cái hẹn này ra thì chúng ta sẽ có được giá trị x bằng giá trị y bằng, và bấm máy tính ra thì em sẽ có được giá trị của x đây sẽ bằng là 0,002 đúng không? X đây sẽ bằng là 0, từ 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 bấm lại nhé. Bấm lại đã. Ta bấm hẹn hàm trên đây 3 này. 3 này, 1 này, 0,2 này. Ở đây x của chúng ta sẽ là 3x 92 trừ đi 3x. Ok, 92 trừ đi 3x. Bên này sẽ là 18y trừ y, 18 trừ đi 1y. Bên này thì sẽ là cái gì vậy ta? Bên này thì sẽ là b cộng 6 như này. Thì 18y trừ 1 đúng rồi. Bên này 18 nhân với 5,6. Ok, nhìn thấy rồi. 100,88 này cộng với 5,6 trừ đi. Bên này sẽ là 18 nhân với 5,6. Ok, thì bằng x ở đây sẽ bằng 0,6 nhé. X đây bằng 0,6. Và y đây sẽ bằng 0,2. 0,02 đó. Thế vậy thì ta chỉ việc bảo toàn khối lượng thôi. Để tính được m muối này thì mình sẽ có phương trình cuối cùng, đó là bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng m của anh x đây là 57,36 cộng lượng cao h đây là 0, và nó bằng 112 nhé. Cao h đây dung dịch, bạn có thể quan sát là dung dịch cao h đây người ta sử dụng 112 gram cộng với 112 thì bằng cả cái phần hơi này. Phần hơi này thì có khối lượng nặng là bao nhiêu đây? Anh này sẽ là bằng 90 mấy đây. Sẽ 92 nhân x, 92 nhân với 0,06, 0,06 cộng với lượng nước ở đây 18 nhân với y này 0,02, 0,02 mà cộng với 5,6 thì sẽ là 5,8, 5,8 rồi cộng với m của muối là giá trị của m đây. Và từ đó mình sẽ rút ra giá trị của m bằng, bấm này, 57,36 này cộng với 112 này trừ đi 92 nhân với 0,06 này trừ đi 18 nhân với 5,8 này, đó thì đây sẽ bằng 59,44 các bạn nhé. Đó, 59,44 thì thôi chết rồi. Nhầm đâu rồi. Sẽ là 92 nhân với 0,06 chọn rồi. Thằng này sẽ là 0,02, sẽ là 0,02 cộng với 5,6 thôi chết rồi, 5,62. 5,62 các bạn ạ. Đấy, bảo sao? 57,36 này cộng với 112 này trừ đi 92 nhân 0,06 trừ đi 18 nhân với 0,50 không phải trừ đi 5,62 đó thì bằng 62,88 em ạ. Ai này m đây sẽ bằng là 62,88, và 62,88 thì đáp án là mình cần khoanh 62 à 62,68 các bạn, 62,68. Thế vậy thì đáp án chúng ta cần khoanh đó là đáp án A các bạn nhé. Và nhìn nhầm đấy, đáp án A.